Hello, chào mọi người. Lại là mình Yuki đây. Hiện tại mình đang ở Huế. Thực sự mình đến Huế này đôi ba lần, nhưng mà lần nào đến cũng có những cái mà quên. Chẳng hạn như những địa danh mà nổi tiếng đi thăm thì thăm gần hết rồi, nhưng mà quên những món ăn. Thì như các bạn biết đó, ở Huế này có những món ăn đặc sản rất là ấn tượng, như là bún bò Huế, rồi bánh chả Huế, bánh bèo Huế, bánh nậm lọc Huế, các thứ. Còn kể đến các món chè, món ăn tráng miệng thì có những món chè nè, rồi kẹo mè xửng các thứ. Thì mình nghe nói là ở Huế có một cái món ăn chè nằm ở trong hẻm rất nổi tiếng. Nó cũng có tên là chè hẻm luôn đó. Mà mấy lần trước mình chưa dịp ghé. Hôm nay lần này không thể nào quên được. Bây giờ các bạn theo chân mình nha. Bây giờ mình tìm đường đến cái quán chè hẻm này để ăn thử cái món mà mình nghe đồn là, mình nghe nói rất là lạ, đó là chè heo quay. Sau khi đi lần hoàng thì cũng tìm được cái quán nhỏ nằm trong hẻm thôi, và cái tên nó cũng là chè hẻm luôn các bạn. Bây giờ đậu xe rồi để đi vào đây. Nghe nói thì nghe nói lâu lắm rồi đó, nghe nói là chè heo quay, mà mình đã từng ăn chè trứng gà ở trong Sài Gòn. Còn heo quay thì chưa ăn, tại vì heo quay là một cái món mặn, làm sao nấu chè. Có gì trong cái menu, có gì tiếp chè hẻm này không? Thấy đi dọn chưa? Có mấy loại chè mà em? Cái này là gì? Bột lọc dừa. Bột lọc bột dừa, còn cái này gì em? Sơ sơ, còn này hạt đồ xanh, bắp, đồ đỏ, cây chuối, chuối nước, chuối nước. Hộp cẩm nó có đủ thứ hả? Có nhiều. Đồ đỏ, đây là chè kho nè. Còn cái này là chè tím là gì? Cái chè tím này là gì em? Khoai mỡ. Khoai mỡ, còn đây là chuối nước. Chuối nước. Còn một ly chua nước, một ly bọc quay, thịt heo nè, to chè thịt heo, một ly quay. Ok, bột lọc bột. Giờ order những cái chè lạ thì cái này nó có chè bột lọc bột heo quay. Cái này là chè bột lọc và chè đây có chè đậu đỏ quay. Để mình quay cái menu cho bạn. 10.000 đồng ly nha. Cái này chè heo quay, chè xôi nước lạnh, và cái này chè heo quay còn sao nha. Sắp lát lát nha, sắp lát ở đâu? Sắp lát ở đâu? Nó bị sáng quá không? Rửa chè heo quay. Ấp tí nước. Vị nó hơi giống như mình ăn bánh bao bột lọc. Bột lọc xong mà có nước đường. Ngon không? Ngon em. Quá luôn. Ngon quá đi. Hả? Bữa nay là chè cho nước. Cái nước bình thường thì đang nóng không? Nó đem nước.
thanh à, cái này thì cái menu nằm ở ngoài cái bảng như vậy, rồi nếu các bạn order thì các bạn order cho ở đây hoặc là đến tận cái chỗ đó order. Mình thấy có hai người khách nước ngoài mà cũng đến đây ăn mà không biết người ta biết gì về chè, mà có thể người ta đọc trên Google và người ta cũng đến để order. Hi guys, where are you from? You're from Italian, right? He's Italian, I'm from Serbia, but we both live in Germany actually. You are English. My name is Yuki. Hi, Tamara. Kamara, nice to meet you. Federico. So they just know like a display on the blog on Google, right? You search. Yeah, on Google it's called Will Fly for Food. Okay. Right. Yeah. I don't think that you like it. And they got like combination, like every kind of meat, white meat, red meat. So what do you like? I think I will go with the purple potato. I like how it looks. Yeah. Looks crazy. The bean like you choose like combination. Combination, they got like white bean, red bean, and green bean. I think that's red, good. White or green? Yeah. Or all three together? No. Three together. And they usually use the coconut. We noticed that in desserts here in general, everything is a little bit slimy. You know, this like... I know. What is it about? It's jelly, right? Some kind of jelly. They don't have here, but you can choose like sauce, similar with jelly and curry. Yeah. Not jelly. He's talking about jelly, not cherry. Let me show you again. Okay. Yeah. That is they got like jellies. Not cherry, they coconut butter. Ah, okay. What is this white? No, it's like the filling is the green bean and outside way glutinous. Ah, okay. Isn't that like tapioca? Tapioca kind yes? of, yeah. We got a filling inside. And this is red? This is like roast pork inside. The filling in roast pork. Tapioca. Roast pork? Roast pork. Like pig? Yeah, pig. Really? Pig meat. Yeah. This is salty. And it's sweet? The sweet outside, but you taste like you're eating like dinner. It's between like a dessert and dinner. And what is that? This is green bean, whole green bean. Green bean. Yeah. And this is the green bean paste. Green paste. The red what bean. Is the sweetest of them all? You want the sweetest? Or the most sweet. The most sweet. Yeah. Let's meet here. Yeah. Jelly cakes, rice cakes, yeah, with shrimps the cream rice cake. It's probably, it's similar with that, but it's fresh. Yeah. But they cook fresh and you eat right here. They're not covered by professional or something. Okay. Okay.
Do you like your order? It is sweet. Yeah, this sweeter. If you want to less sweet, you get some kashi ice. Actually, prefer it without ice. Yeah. What about you? You like it? We're talking that in Serbia they make also a dessert out of these beans, and in Sicily as well. So my mother and her mother, they prepare it kind of different, but it's the same. The same bean, same bean. Same bean, but you cook for dinner or for dessert in your country? No, for dessert. For dessert. Sweet. Awesome. Yeah. Thank you. Nếu có dịp các bạn hãy ghé cái quán chè này ăn thử nha. Và hãy nếm thử cái món chè heo quay coi mình có thích hay không. Mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại và chào tạm biệt. Bye bye.